ngươi cảm giác mình lực lượng không đủ, lực lượng E1, ngươi tu luyện kim chung tráo, võ công đẳng cấp E1, ngươi nhặt được một quyển đạo kinh, ngộ tính một đối thủ của ngươi lực lớn vô cùng, kim chung tráo đại viên mãn, ngươi đem kim chung tráo, thiết bố sam, 13 hoành luyện toàn bộ E1, luyện thành kim cương bất hoại thần công, đối thủ đau chém không nổi, tan vỡ dục tuyệt. Đã có một quyển 200 vạn chữ hoàn thành sách cũ cực đạo phi thăng, nhân phẩm cam đoan, yên tâm đọc nhóm thư hữu. sáu viết bay. 768064901, đệ tử trở lên phan giá trị có thể tiến. Tiểu thuyết máu chốt. Siêu thần đạo thuật không đạn cửa sổ, siêu thần đạo thuật TXT toàn tập đao loa, siêu thần đạo thuật chương mới nhất đọc. Chương 1. Bởi vì thật sẽ chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 hồn có thể êm một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Thanh Hà Trấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Chém Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Khảo Hạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Tạp vụ học đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Tiền tiên sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Thiền định cái cọc canh ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc chương 9. Cách không truyền kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10. Đồ văn đi tiểu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.